Kính thưa quý vị, đội tuyển rowing Việt Nam đã khép lại hành trình của mình tại ASEAN 19 với 3 tấm huy chương đồng. Đây là một thành tích rất đáng khích lệ của những cô gái ở đội tuyển rowing Việt Nam. Và sau đây là những ghi nhận khi mà đội tuyển rowing Việt Nam vừa mới trở về từ sân bay Nội Bài. Với 3 huy chương đồng tại ASEAN 19 thì đội tuyển rowing Việt Nam đã kết thúc Á vận hội và bây giờ họ đang ở sân bay Nội Bài. Ngay sau đây tôi sẽ có phỏng vấn nhanh với 3 tay chèo xuất sắc. Chào Thảo, được biết là Thảo là một trong những vận động viên lớn tuổi nhất đã từng tham dự 4 kỳ ASEAN. Vậy thì ở kỳ ASEAN này thì có điều gì mà khiến Thảo cảm thấy là có nhiều ấn tượng cũng như là kỷ niệm nhất? Đây là kỳ ASEAN thứ tư của em rất là vui và cũng rất là tự hào, cũng rất là nỗ lực. Bản thân em đã phải cố gắng rất là nhiều, và cũng là đây là cái huy chương hạng nặng chứ không phải là hạng nhẹ của em, nên em thấy rất là hạnh phúc. Đứng cạnh Thảo đây là Đinh Thị Hảo. Chào em, cảm xúc của em lúc này như thế nào? Thưa chị thì đây là kỳ ASEAN thứ hai của em. So với thành tích lần này thì đó là tấm huy chương đồng thì kém hơn một chút so với kỳ ASEAN 18. Nhưng mà do vì nhiều yếu tố tác động nên là em cũng thấy đó cũng là một cái thành tích tốt rồi ạ, so với thời điểm hiện tại đấy ạ. Đứng cạnh tôi đây là Lường Thị Thảo, người mà 4 năm trước ở tại ASEAN 18 đã giành tấm huy chương vàng. Ở kỳ ASEAN trước thì em là một vận động viên trẻ nhất của đội, còn bây giờ thì như thế nào nhỉ? 4 năm về trước thì là em là thành viên nhỏ tuổi nhất đội trong các thuyền 4 của ASEAN 2018 ạ. Thì năm nay thì là không, em không phải là nhỏ tuổi hơn nữa, có một em nữa là nhỏ tuổi hơn em ạ. Em có thể gọi là nhỏ tuổi thứ hai trong thuyền 4 đấy ạ. Là cái tấm huy chương này nó cũng không phải tấm huy chương cao nhất nhưng mà nó cũng là tấm huy chương mà danh giá nhất đối với em ạ. Tại vì hội em đã rất là cố gắng tập luyện và để là được có những tấm huy chương ngày hôm nay. Thưa quý vị, bên cạnh đội tuyển rowing thì trong tối nay đội tuyển bóng đá Olympic Việt Nam cũng đã trở về nước sau khi dừng bước sớm ở vòng bảng ASEAN 19. Do vừa có thành tích không tốt, cùng với việc trải qua quãng đường di chuyển dài, nên các cầu thủ tỏ ra khá mệt mỏi. Sau khi ra khỏi sảnh sân bay Nội Bài, đội tuyển Olympic Việt Nam chia làm hai nhóm. Trong đó nhóm các cầu thủ phía Bắc di chuyển về Hà Nội, còn các cầu thủ phía Nam nối chuyến về thành phố Hồ Chí Minh. Còn các cầu thủ trẻ của mình có những cái đối tượng rất là chất lượng và có những cái bài học rất là lớn như các bạn thấy rồi. Còn có những cái không được thì nó mang tính chuyên môn nhỏ lẻ và rất nhiều tình huống trên sân. Chắc có lẽ chúng ta cũng phải cần phải làm việc rất nghiêm túc và đánh giá tổng quan thì có rất nhiều thứ chúng ta phải làm. Từ thể hình, thể chất, từ chuyên môn, về từ tư duy đến tất cả mọi thứ. Chúng ta cũng cần đánh giá một cách chuẩn xác để xác định được là bóng đá Việt Nam chúng ta so với khu vực là ở đâu và châu Á nằm ở chỗ nào. Thành tích không vượt qua vòng bảng tại ASEAN vừa qua đã được dự liệu khi Olympic Việt Nam rơi vào bảng đấu với các đối thủ top đầu châu lục như Iran và Ả Rập Xê Út. Thành phần của Olympic Việt Nam dự giải cũng không phải là tối ưu, chủ yếu là lứa cầu thủ U20 để tích lũy kinh nghiệm cho tương lai. Trong những ngày tới, các cầu thủ sẽ trở lại câu lạc bộ chủ quản để chuẩn bị cho mùa giải mới. Còn với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, sau khi có một chiến thắng rất tưng bừng trước đội tuyển nữ Bangladesh thì toàn đội lúc này đang có một sự tinh thần rất thoải mái để hướng đến trận đấu tranh ngôi đầu bảng với đội tuyển nữ Nhật Bản, được dự báo sẽ là một trận đấu hết sức khó khăn. Đội tuyển nữ Việt Nam dành phần lớn thời gian hôm nay trong phòng tập gym. Điều mà huấn luyện Mai Đức Chung quan tâm nhất lúc này đó là hồi phục thể lực thật nhanh cho các học trò. Tinh thần của toàn đội hiện cũng đang rất thoải mái sau hai trận toàn thắng vừa qua. Tuy nhiên, trận đấu với đội tuyển nữ Nhật Bản sắp tới được dự báo là sẽ rất khó khăn. Hơn ai hết, thầy trò huấn luyện Mai Đức Chung hiểu rất rõ điều này và các cầu thủ cần phải sớm quên đi những thắng lợi vừa qua để bắt tay thật nhanh cho việc chuẩn bị các phương án tối ưu cho đội tuyển nữ Nhật Bản. Mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam không phải là cố gắng tạo ra một bất ngờ trước đại diện hàng đầu châu lục, mà thiết thực nhất sẽ là phòng ngự thật chặt, hạn chế bàn thua để hướng tới việc cạnh tranh một trong ba vị trí đứng thứ hai, giành quyền vào vòng tứ kết.